Cuộc đình công lần này do Tổng Công đoàn Lao động Pháp đại diện cho hơn 400 nhân viên đang làm việc tại tháp Eiffel phát động nhằm kêu gọi Tòa Thị chính Paris, đơn vị sở hữu 99% vốn điều hành tòa tháp, xem xét lại việc quản lý tài chính. Họ cho rằng Tòa Thị chính Paris đang vận hành tòa tháp dựa vào một mô hình kinh doanh không bền vững. Cơ quan này đánh giá quá cao doanh thu bán vé trong khi ngân sách cho chi phí bảo trì và sửa chữa lại đang quá thấp. Điều này gây bất lợi cho du khách khi phải trả phí cao hơn, song vẫn làm gia tăng khối lượng công việc cho các nhân viên làm việc tại đây. Trước đó, một cuộc đình công với lý do tương tự đã khiến tháp Eiffel cũng phải đóng cửa vào ngày 27 tháng 12 năm 2023, đúng kỷ niệm 100 năm ngày mất của Gustave Eiffel, kỹ sư người Pháp đã thiết kế và xây dựng tòa tháp này. Tháp Eiffel là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất toàn cầu và cũng là biểu tượng của nước Pháp. Từ khi đi vào hoạt động từ năm 1889 cho đến nay, địa điểm này đã thu hút hàng trăm triệu lượt khách tới thăm với con số trung bình hàng năm lên đến 6 triệu du khách. Vào Thế vận hội mùa hè Paris được tổ chức vào tháng 7 sắp tới, ban tổ chức còn sử dụng những mảnh vụn từ tòa tháp được lưu giữ trong quá trình bảo trì để gắn vào huy chương trao cho các vận động viên tham gia thi đấu với mục đích tạo được ấn tượng đặc biệt cho Thế vận hội lần này.